Yesterday I fed the fish at Shanty Church đây. Xin chào các bác nhé. Hôm nay em lại chăn cá buổi sáng sớm. Bây giờ là khoảng 6 giờ 5 phút. Trời hôm nay âm u nên là nó cũng không được sáng lắm. Một tay đang cầm điện thoại, một tay đang ném cám xuống cho cá ăn. Hôm nay là ngày thứ 23 em thả giống cá. Hiện tại cá ăn rất mạnh. Hiện tại cá ăn rất mạnh nhé. Đây là cái mô hình em nuôi thử thôi. Vừa nuôi vừa học hỏi vừa nghiên cứu. Để nuôi cá chê ta trên bể xi măng. Cám viên, cho ăn cám viên. Cám viên nổi Kinh Bắc 083. Kinh Bắc 082 thì bé lắm, là loại cho cá bé tí. Có nhiều khả năng hết bao này chuyển 084. 084 thì to hơn. Có 082, 083, 084, 085, 086. Cá hiện tại ăn rất mạnh. Cá của em giá thể vẫn mọc đều, vẫn tốt. Tuy nhiên là chắc là cũng có khoảng tương đối nhiều cái rễ cây ở dưới rồi. Nhưng không sao, rễ cây thì nó hút chất bẩn, hút chất thải của cá và các chất thừa của thức ăn, làm dinh dưỡng cho cây phát triển. Cá vẫn ăn rất mạnh. Trời âm u nên là nhìn không rõ. Xô bên nhà bà Mạnh hết rồi. Cá hiện tại vẫn đang ăn nhé. Nó 200 con nó ăn rải rác, nó không ăn một chỗ đâu. Ngửi cái nước thì vẫn cảm giác hơi tanh tanh của cái mùi của cái bể. Tuy nhiên nước vẫn rất là trong. Rồi em chào các bác nhé, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Các bác nhớ đăng ký like, share và đăng ký kênh ủng hộ em nhé.